Xin chào tất cả các bạn, lại là Yến đây. Yến đã trở lại với Big Cup rồi nè. Vì sáng nay mình dậy hơi sớm nên mặt còn se keo một xíu, các bạn thông cảm ha. Thôi, bắt đầu thôi nào. Và bước đầu tiên là bước cực kỳ quen thuộc, đó chính là dưỡng ẩm của JC Cosmetics. Nó làm cho da của chúng ta được giữ ẩm lâu hơn và căng bóng nhiều hơn. Yến xài Cushion của Misha. Các bạn có thể mua sản phẩm này ở ngoài tiệm mỹ phẩm hoặc là các shop online trên Instagram hoặc Facebook. Các bạn có thể lựa sản phẩm theo đúng màu da yêu thích của mình nha. Bước không thể thiếu trên khuôn mặt của Yến đó chính là che khuyết điểm. Hôm nay xài che khuyết điểm Fit Me màu số 15. Vì thức khá là khuya nên Yến có hai cái quầng thâm mắt rất là ghê. Các bạn đừng có giống Yến nha. Mỗi lần đánh che khuyết điểm, các bạn không nên đánh chỉ có phần ở dưới mắt mà các bạn còn phải blend ra phần dưới má và phần trên mắt nữa để cho phần mặt của mình được đều màu hơn. Yến sẽ sử dụng hai bảng mắt, một bảng là của Romaine, còn bảng kia là Yến mới tạo được ở trên một shop ở Instagram. Bước đầu tiên của phần đánh mắt, Yến lấy một cây cọ và màu hồng san hô để blend ra phần bầu mắt. Bước tiếp theo lại là màu hồng, nhưng màu hồng này đậm hơn màu hồng hồi nãy chút xíu. Chúng ta sẽ lấy để đánh vào phần đuôi mắt. Các bạn đánh sương sương thôi nha, blend nhẹ nhẹ thôi vì make up hôm nay chúng ta khá là nhẹ nhàng đó. Để làm sáng cho đôi mắt, Yến sử dụng một cây cọ đầu nhỏ, lấy một chút kim tuyến trắng để đánh vào phần đầu và phần dưới mắt. Và các bạn chú ý là khi đánh vào phần dưới mắt, chúng ta không được đánh vào phía trong, chỉ đánh vào phần giữa giữa thôi để cho mắt chúng ta trở nên to tròn. Đây có lẽ là phần quan trọng trong đôi mắt của chúng ta. Yến sẽ lấy một cây cọ đầu dẹt và một chút màu đỏ đất để đánh, sử dụng nó như một cây kẽ mắt vậy đó. Khi đánh thì các bạn cứ từ từ kéo theo đường lông mi. Mỗi lần đánh thì các bạn chỉ cần kéo một đường nhỏ rồi tiếp tục lấy phấn để kéo đường tiếp theo. Và cuối đôi mắt lại là cây cọ đó, chúng ta sẽ lấy một màu nâu đậm để kẽ đôi mắt nha. Lại là cái kẻ mắt của The Face Shop, các bạn nên sử dụng bằng màu nâu. Do ý không có màu nâu nên Yến kẻ bằng màu đen vào phần cuối đuôi mắt nha. Bấm mi thôi nào. Lần này Yến sử dụng mascara màu nâu. Cái này là do Yến được tặng nên cũng không nhớ cây này mua ở đâu nữa. Các bạn nhớ là đừng có quên chuốt ở mi dưới nữa nha.
Yến sẽ đánh má hồng vào phần má và phần mũi xương xương cho nó dễ thương. Lớp son đầu tiên, Yến sử dụng son bóng của Romaine màu số 1 giữ độ bóng cho môi. Lớp son tiếp theo thì Yến sử dụng màu số 4 của son T Cosmetic. Sự góp mặt cuối cùng của make up hôm nay đó chính là lens. Các bạn phải đeo lens trước khi make up nha. Đeo lens xong rồi, chúng ta đi thay đồ thôi nào. Đừng quên đeo các phụ kiện xinh xinh vào để làm cho chúng ta trông lộng lẫy hơn nha. Ta-da, cùng xem kết quả của chúng ta nhé. Clip bên đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.